Xin chào mọi người, và nhất là các em trai, em gái tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Đây là video clip anh làm về vận hạn 6 tháng của người tuổi Canh Ngọ cho các em trai và các em gái. Người Canh Ngọ thì như đã nói thì năm nay vẫn là thuộc năm tam tai năm cuối. Canh Ngọ thì năm vừa rồi thì là năm tam tai năm nặng, có nhiều điều khó khăn trong cuộc sống. Là người mà phải chịu cái chi phối của cái năm tam tai rất là nhiều. Tuy nhiên là năm nay tuy là năm tam tai năm cuối nhưng nó cũng không có tốt, nó cũng không có nhẹ nhàng lắm đối với người Canh Ngọ. Vì là thật sự mà nói là người Canh Ngọ với nam mạng sao Thổ Tú, nữ mạng thì sao Vân Hớn, hai cái sao này đều là đem lại là rối rắm nạn tai. Hạn thì ngũ mộ thì hao tài mất của, và vận niên thì trương phùng hỏa mà thì nó không có tốt đẹp lắm. Canh với mậu là về mặt địa chi thì không có, về mặt thiên can thì cũng không có quá khung khắc ha. Tuy nhiên là địa chi là ngọ với túc ha, thì nó là tam hợp. Tuy nhiên đây là cũng làm tam tai, người ta gọi là tam hợp hóa giải tam tai. Tuy nhiên là nó không hóa giải tam tai rất là nhiều đâu, nó sẽ có những cái sự khó khăn nhất định. Thì với những cái vận hạn mà đầu năm bây giờ trải qua thì người mà mệnh thổ thì năm nay là tuy là năm mộc, người ta gọi là bổn mệnh thì mộc nó khắc thổ. Tuy nhiên là mộc bình địa mộc này thì lại không có tương khắc với lại quá nhiều đối với lộ bạch thổ. Mà biết tại sao? Tại vì cái can mộ năm nay nó thuộc dương, ngũ hành nó hợp hỏa, cho nên hỏa sẽ rất là vượng, mà hỏa vượng thì sẽ sinh thổ. Người mệnh thổ cho nên là bổn mệnh năm nay không phải là vấn đề của cái người mà Canh Ngọ. Dù là với cái vận niên trư phùng hỏa thì rất là dễ xảy ra say sát, xảy ra tai nạn bệnh hoạn, nhưng mà ngược lại thì không bị. Xét sâu như bên trong thì nội tại thì không bị. Đó là điều tích cực. Thì anh đã nói là các em ở trong cái giai đoạn này là các em còn nhỏ, không có quá nhiều cái va chạm ở trong xã hội, cho nên là anh sẽ khuyên với em một câu thôi nè, là trên đời này chúng ta mất cái gì cũng được. Mất cái nhà chúng ta có thể làm ra, mất cái xe chúng ta cũng có thể làm ra, nhưng mất cái mạng thì không bao giờ làm ra được. Cho nên giữ cái mạng của mình, bổn mạng của năm nay tốt thì sẽ không có vấn đề gì ở những cái việc khác. Chúng ta có thể hôm nay, năm nay mà năm tam tai năm cuối nó còn những rắc rối, nó không quá khó khăn như năm vừa rồi, nhưng mà nó còn những cái rắc rối đi, thì chúng ta cứ tiếp tục bước tới, đừng có ngại. Các em ngã xuống và các em đứng lên là chuyện rất là bình thường, tại vì đó là ở tuổi trẻ của các em không có thiếu thứ gì hết ha. Thiếu cái gì thì thiếu, chứ mà thời gian các em cũng không bao giờ thiếu, cho nên là các em ngã xuống các em có thể bắt đầu lại từ đầu. Tin anh đi. Người Canh Ngọ của các em là người vốn dĩ là không có cái sự kiên trì, thích cái sự thay đổi, làm ở chỗ nào mà chống thèm mà mau chán, tức là làm chỗ nào thì mới đầu năng nổ, nhưng mà gặp trục trặc một cái là nản bỏ. Ok, với tuổi trẻ, với cái sự năng nổ của người của cái con ngựa, tất cả những người tuổi ngọ thì đều năng nổ. Thì với những cái sự năng nổ của người tuổi ngựa thì ok, mình không có làm được chỗ này mình làm chỗ khác, đó là trải nghiệm. Có thể là mình làm thất bại, bỏ làm cái khác, cứ tiếp tục đi. Các em có rất nhiều thời gian để mà thử thách bản thân. Chừng nào mà vượt qua ngã ba mấy rồi á thì nên là cần lại củng cố hơn cái sự kiên trì. Người Canh Ngọ chỉ cần kiên trì là thành công, tại vì người Canh Ngọ rất xúc giác và chịu làm, đặc biệt với các em Canh Ngọ nam mạng ha. Thì không dài dòng dông dai nữa, chúng ta sẽ trở thẳng vào cái vận hạn của 6 tháng cuối năm Mậu Tuất 2018. Tháng anh sẽ làm từ tháng 7, thì người Canh Ngọ thì anh chưa có làm từ đầu năm tới tháng 6, nhưng mà bây giờ anh làm luôn, có nhiều người yêu cầu quá thì thôi anh làm luôn cả tháng 7, 6 tháng cuối năm. Thì tháng 7 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018 là một tháng Canh Thân, một tháng mộc. Như vậy mà sẽ là mộc khắc thổ, các em là thổ mà, tháng khắc bản mệnh, sức khỏe bụng mạng cần cẩn trọng.
Do là cái như đã nói là căn mộ thuộc dương ngũ hành hợp hỏa, năm nay hỏa vượng, bổn mệnh của mình cả năm là được tương đối tốt đẹp. Tuy nhiên mà gặp cái mệnh mà của tháng mà nó khác bản mệnh á, thì các phúc tinh và tài tinh sẽ bị che khuất và nó sẽ không có tác dụng lên cái tử vi của chúng ta. Điều đó bắt đầu phải phải phụ thuộc nhiều vào cái thiên can. Thiên can thì chữ canh của canh ngõ canh thân á, là có hàng can giống nhau thuộc hành kim ha, chữ canh thuộc kim, canh tân thuộc kim thì là tốt đẹp cho công việc, không có việc gì quá khó khăn đâu. Tuy là bổn mạng của mình nó bị tương khắc, có thể là dễ rất là dễ bệnh hoạn và sức khỏe không tốt đẹp ha. Rồi địa chi thân ngọ tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc mà cũng không có tương hợp. Như vậy thì về phần gia đạo và các mối quan hệ thì không có vấn đề. Như vậy là ngoài cái việc mà bản mệnh mộc thổ thì tháng các bản mệnh ra thì sức khỏe có vấn đề và bổn mạng có một chút gì đó khó khăn, thì thiên can và địa chi tốt đẹp, có thể nói là như vậy ha. Tháng 7 ok ha. Tháng 8 âm lịch của năm 1 tức 2018 là một tháng mộc tiếp tục ha. Như vậy mệnh cũng như trên, tháng khắc bản mệnh sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng, đặc biệt là do hai tháng mộc liên tục, gặp tháng này tháng tháng Dậu của người mà mộc thì sẽ không tốt lắm cho người tuổi Ngọ mệnh thổ, cho nên cần chú ý cái sức khỏe ha, rất là dễ bị tai nạn, cho nên là cần cẩn thận. Niên can tân canh không xung không khắc ha, không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tân canh thì đều thuộc hành kim, như vậy là nạp âm ngũ hành là đồng hành kim, tốt đẹp, công việc cũng không vấn đề. Địa chi Dậu Ngọ, Tý Ngọ, Mèo Dậu, Dậu Ngọ là nếu như trong tứ hành xung thì nó có thể gọi là bị hành nhau một tí xíu. Dậu Ngọ nó không tốt đẹp lắm về mặt địa chi, gia đạo và cả công việc dễ sinh rối rắm, cho nên là cần cẩn thận. Như vậy tháng 8 thì cái bổn mệnh bị tương khắc sao tử vi tốt, cái sao bạn tốt của mình nó sẽ bị chế hóa, gặp cái địa chi mà Dậu Ngọ là thuộc tứ hành xung nữa thì gia đạo rất là dễ xung khắc, các mối quan hệ ngoài xã hội, các cái giao tiếp của mình cần để ý nếu không muốn mang tiếng thị phi ha. Tân canh của thiên can thì ảnh hưởng nhiều đến phần công việc, thì công việc cũng không có vấn đề gì đâu, cho nên là ok, êm đềm ha. Rồi tháng tiếp theo là tháng 9, tháng 9 âm lịch của chúng ta là của năm Mậu Tuất á, 2018 là một tháng nhâm tuất, tháng này thuộc thủy. Như vậy mệnh thổ khắc thủy, bổn mạng tương khắc tháng, đề phòng tai nạn nhẹ. Thổ khắc thủy ha, cái mệnh rồi đó. Thiên can nhâm canh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nhâm thì thuộc thủy, canh thì thuộc kim, như vậy là thuộc dòng tương sinh, kim sinh thủy, tốt đẹp cho công việc, thậm chí rất là dễ sinh tài lộc, nhưng mà nhỏ thôi, không có tài lớn. Với cái mệnh mà thổ khắc thủy ấy, thì cái bổn mạng cái sao chủ mang lại rối rắm nạn tai ha, nam thổ tú nữ, nam thổ tú nữ vân hớn này thì cũng rất là dễ sinh rối rắm, cho nên là dù là công việc có sinh tài lộc thì tài lộc càng lớn, hung họa bên trong nó càng nhiều, cho nên là các em cần ý. Địa chi thì Dần, Ngọ, Túc là thuộc nhóm tam hợp Dần, Ngọ, Túc, là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà nó còn liên kết cả cho công việc. Như vậy là điều tốt đẹp ha, đúng không? Thiên can thì về nạp âm ngũ hành là được tương xung, quân tương sinh, nhâm canh, nhâm thủy, canh kim, địa chi thuộc nhóm tam hợp, chỉ có cái bổn mệnh mình khắc tháng thì cần phải chú ý đề phòng. Như vậy là ổn định ok. Tháng 9 năm lịch, tháng Tuất của năm Tuất, mà chúng ta là người tuổi Ngọ có tam hợp năm và tam hợp tháng, cho nên là sẽ khắc chế được nhiều điều, công việc có tiền bạc. Thổ khắc thủy thì bổn mệnh của chúng ta có xấu nhưng không xấu bằng cái mộc khắc thổ ở trên ha. Tháng 10 âm lịch, năm nay là năm là tháng Quý Hợi, cũng là một tháng thủy,
Như vậy mệnh cũng giống tháng 9, thổ khắc thủy, bổn mệnh tương khắc tháng, đề phòng tai nạn nhẹ nhàng, không quá khó khăn cho bổn mạng đâu. Thiên can quý canh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, quý nhâm quý thuộc thủy, canh tân thì thuộc kim, như vậy là thuộc dòng tương sinh kim sinh thủy, cho nên là công việc cũng tiếp tục tốt đẹp giống như tháng 9, thậm chí là sinh tài lộc còn nhiều hơn nhờ cái chữ quý này, nó thủy nhiều hơn nữa. À ha. Rồi địa chi hợi ngọ không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, không có tương hợp cũng không có tương sinh. À, không có tương khắc. À, như vậy là tiếp tục tháng 10 cũng giống như tháng 9. Ha, thiên can và địa chi là tốt đẹp. Chỉ có cái bổn mệnh là thổ khắc thủy thì cần phải chú ý nhiều điều về sức khỏe. Như vậy sau tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, 4 tháng này thì bổn mạng là vấn đề cần lưu ý nhất của người canh ngọ của các em. À, các em thì như đã nói rồi, hạn thì không tốt, vận niên cũng không tốt. À, sao chủ thì người vân hớn, người thổ tú, tất cả đều đem lại cái sự rối rắm. À, rồi tiếp tục là tháng 11. Tháng 11 năm nay là một tháng Giáp Tý. À, Giáp Tý thì là thuộc kim. Như vậy mệnh thổ sinh kim, bản mệnh bị sinh suốt tháng, bổn mạng yếu cũng không tốt, bổn mạng cũng là vấn đề. Thiên can canh thì nó khắc với giáp. Thiên can khắc tháng, công việc dễ gặp rối rắm, chống phá. À, canh nó khắc giáp, cái chữ canh của các em nó khắc chữ giáp của tháng. Địa chi Tý ngọ là lục xung. Mà lục xung là sao? Lục xung là mô tả cái sự đối chọi, chống đối nhau. À, không ngon lành rồi ha. Tháng 11 nghe thấy là thấy phê rồi. Mệnh thì sinh xuất, mà sinh xuất thì các phúc tinh và tài tinh sẽ bị ảnh hưởng. Khi mà sinh xuất thì phúc tinh tài tinh sẽ yếu đi ha. Thì cái sao chủ vân hớn và thổ tú nó sẽ hoành hành cách rất là ghê gớm. Gặp cái vận niên mà trư phùng hỏa nữa thì càng không có tốt đẹp. Thiên can canh khắc giáp thì thiên can khắc tháng, công việc dễ sinh rối rắm chống phá này, thậm chí là rất dễ hao tài ha. Đặc biệt là các em nam rất dễ hao tài trong tháng 11 này, các em cần cẩn thận nhiều điều. Địa chi thì hỏi nói rồi, tiếng ngọ lục xung này, lục xung này thì rất dễ sinh ra các cái thị phi ở trong mối quan hệ, thậm chí là gia đạo. Các em nam, các em nữ không cẩn thận sẽ có cái việc mà chồng con mà có mối quan hệ ở bên ngoài, cho nên là cần cẩn thận, thậm chí là về có gây gỗ rất là lớn một chuyện. Cho nên là các em dù là nam hay nữ, tuổi canh ngọ em, anh cũng cần phải lưu ý rằng tháng 11 là tháng không tốt, trong 6 tháng một năm là không tốt nhất, cho nên là các em cần cẩn thận ha. Rồi tiếp tục tháng 12. À, thổ sinh kim, mệnh tháng từ tháng 12 là tháng Ất Sửu, tháng kim nữa. Như vậy mệnh là thổ sinh kim, bản mệnh xung sức tháng, bổn mạng và sức khỏe yếu, các cái tinh quân và phúc tinh và tài tinh sẽ bị ảnh hưởng, không có tác dụng tốt với mình. À, thiên can thì Ất, cái chữ Ất của Ất Sửu nó hợp với chữ canh. À, người ta gọi là thuộc ngũ hợp. Đây là sự hợp nhân nghĩa về chủ về chữ nghĩa. À, mà thiên can thuộc ngũ hợp dễ sinh tài lộc, công việc rất là hanh thông. À, với cái người mà người Việt Nam của chúng ta là thường đó là đi làm hay là gì là tới 20 tháng chạp thôi, là 20 tháng Ất Sửu này là chúng ta lo nghĩ thu gom tiền bạc lại, thì thấy rằng đó là với cái người mà canh ngọ của các em thì có cái ngũ hợp, hy vọng rằng nó sẽ hanh thông về tiền bạc, mọi thứ tốt đẹp để các em có thu vén về gia đình. À, địa chi Sửu ngọ. À, Sửu ngọ thì thuộc nhóm tương hại. À, nhưng tuy nhiên đó là Sửu thuộc thổ, ngọ thì thuộc hỏa, cho nên đó là nó được tương sinh về ngũ hành nên cũng giảm bớt cái sự phung khắc. À, như vậy là tháng 12 tốt đẹp hơn tháng 11 âm lịch một tí xíu. Thì vì sao? Dù gì nữa thiên can cũng được là ngũ hợp, đúng không? Đỡ hơn ở trên khi ba cái tương khắc hết ha, một cái lục xung, một cái tương khắc, một cái sinh xuất. Còn ở đây thì chỉ là một cái sinh xuất, một cái thuộc ngũ hợp,
và một cái về tương hại. Tương hại chắc chắn là nó sẽ đỡ hơn một chút. Như vậy là tháng 12 của các em thì phần công việc, phần đối thoại bên ngoài thì nó không vấn đề, nhưng phần gia đạo và phần sức khỏe thì sẽ có vấn đề. Gói gọn lại rằng là người mà mũi canh ngọ mệnh thổ với sao văn hớn và cho nam mạng và sao thổ tú cho sao văn hớn cho nữ mạng và sao thổ tú cho nam mạng thì đều đem lại rắc rối với vận niên trư phục hỏa, đem lại rắc rối cho công việc và hao tài. Với xét 6 tháng cuối năm thì rõ ràng là không tháng nào mà bổn mạng được gọi là tốt đẹp, bổn mạng luôn luôn là có vấn đề, cho nên là đây là lại là năm tam tai năm cuối, cho nên là các em cần cẩn thận nhiều điều. Nếu không thì hối không kịp, như anh đã nói ha. Tại sao anh nói ở trên, anh phải nói như vậy, giữ cái gì cũng, mất cái gì cũng được, chứ đừng để mất mạng, đều có lý do khi anh nói như vậy. Thì sự xét 6 tháng bổn mạng của mình luôn luôn có vấn đề. Như vậy thì anh đã tổng hợp xong cái vận hạn của 6 tháng cuối năm đối với tất cả nam và nữ của tuổi các em. Hy vọng rằng là nó là thông tin bổ ích giúp các em biết phòng tránh những cái tháng nào mà mình xui không tốt đẹp cho bổn mạng và tháng nào mình không tốt đẹp cho công việc cũng như gia đạo mà ứng dụng vào cuộc sống. Các em xem thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem để mà ứng dụng vào cuộc sống, để có cái Tết của năm Mậu Tuất, kết thúc cái năm Mậu Tuất tốt đẹp, có cái Tết hoàn mãn. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái vận hạn tử vi, có thể là của tuổi mình hoặc là tuổi của người thân. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem video. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.